Vâng, kính thưa quý vị và tất cả mọi người. Đấy, mới mua về thì nó trông cũng hiền lành lắm, trông mặt có vẻ có uy tín tử tế lắm, làm yên như con cún con này. Nhưng không, đấy, đây chính là 2 giờ 30 phút đêm. Đấy, không hiểu là nó đang làm cái trò gì. Kêu thì không kêu đâu nhưng mà cứ long sòng sọc lên. Đấy, không hiểu là cái dây ghế nó có thù hằn gì với con này mà nó nhay như chưa bao giờ được dây cả cái đồng hồ nữa, không biết là nó có thù hằn gì với nó mà cứ lúc ra thì nó cắn và lúc vào thì nó liếm. Tôi bán hết cả đầu, liếm chán cái đồng hồ lại qua cái dây đây. Đấy, cứ như thế này thôi đến 6:30 sáng cho đi vệ sinh. Đấy, thế là kéo qua tập thể dục là cứ đêm thôi, còn ban ngày thì ngủ, bán hết đầu. Về bài đặt vắt óc nên suy nghĩ tên cho nó, đặt tên là Bốc ấy, nghe cũng đáng yêu ấy, nhưng giờ đúng là con chó điên, bực kích cả mình. Đêm thì đang ngủ ngon thì cứ lọc xà lọc sọc, mai mà mày còn cắn nữa thì tao đúng là cho mày ra ngoài gọi là chạy ở luôn đấy, di cư luôn. Ai nói chứ mình thấy cái dòng Husky này là một trong những cái dòng chó mà lành và ngoan, nghe lời chủ, đặc biệt là như cái con Bốc này này. Đấy, hôm qua không hiểu vì sao các bác gọi là xem lại clip cũ của nó nhiều thế. Em thấy toàn thông báo về con Bốc này thôi, khả năng là nhà em lại sắp sửa có thêm một idol nữa. Đấy, bảo nó đi tắm cái là nó đi ngay, chứ nó không hề phản kháng như chó nhà người khác là đi tắm cái là chạy mất dép. Nhưng con này làm in cho xoa đầu này, bứt tai này. Đấy, chịu khó tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì mới được vào phòng để ngủ cùng với em đấy. Từ khi mà ánh mắt của em đã va vào cái vẻ ngáo chó của bạn Bốc này thì em đã quyết định là cho nó ở cùng với em. Từ giờ là một người một chó là ở cùng với nhau. Đấy, em sẽ chăm sóc cho bạn này một cách rất là tử tế và kỹ lưỡng. Trông nó đáng yêu như thế này cơ mà, nhìn chỉ muốn thơm cho một cái vào má thôi. Ha ha.